Những ngày qua, khán giả và nghệ sĩ liên tục gửi lời chia buồn đến các gia đình sao Việt khi phụ huynh họ ra đi mãi mãi. Sau khi hoàn tất các nghi lễ cho mẹ ruột tại quê nhà, chị Dân đã không khỏi đau lòng, nghĩ đến cảnh giờ đây mình chẳng còn người phụ nữ quan trọng bên cạnh nữa. Cách đây vài giờ, trên trang cá nhân, chị Dân đã đăng tải những lời đau xót sau khi mẹ ruột được yên nghỉ. Anh bộc bạch: "Mẹ bây giờ đang làm gì đó mẹ? Không biết mẹ có gặp được ba chưa, hay đang cô đơn buồn bã lang thang trong căn nhà này, nhìn thấy con mà con không thể chạm đến." Nghĩ đến đây, sao nước mắt con cứ tuôn, con lo cho mẹ và nhớ mẹ lắm, mẹ biết không? Biết đến bao giờ mẹ con mình mới có thể gặp lại nhau đây mẹ? Ngay trong lúc này, rất nhiều đồng nghiệp đã động viên tinh thần chị Dân. Họ biết rằng anh rất suy sụp trong thời khắc này. Tuy nhiên, ai cũng sẽ phải trải qua sự đau đớn ấy, đến một thời điểm cũng phải rời xa ba mẹ vì nhiều lý do khác nhau. Diễn viên Ăn Đức nhắn nhủ: "Ba bạn đã đón mẹ bạn đi chơi một cõi mới rồi. Ba bạn sẽ rất vui và an lòng khi con cháu đều bình an và yêu thương nhau. Yên tâm bạn nhé." Bên cạnh đó, hàng loạt nghệ sĩ khác như Lý Nhã Kỳ, Quế Vân, Nam Cường, Quốc Thiên, Tiêu Châu Như Quỳnh đều mong chị Dân cố gắng mạnh mẽ vượt qua giai đoạn này. Không những thế, có rất nhiều bình luận có chữ ôm, thương như muốn san sẻ nỗi đau của nam ca sĩ trong thời điểm hiện tại. Ba chị Dân mất từ sớm, một mình mẹ anh đã rất nỗ lực để có thể nuôi 8 người con khôn lớn. Sự hy sinh và bao nỗi vất vả của bà chẳng có gì sánh bằng. Từ nhiều năm nay, trong bất kể mọi hành động, nam ca sĩ đều nghĩ đến cảm xúc của mẹ. Dù bận rộn thế nào thì chị Dân cũng không quên dành thời gian để về thăm mẹ. Dẫu vậy, anh hạn chế tâm sự vì sợ phụ huynh lo lắng nhiều. Nỗi đau mất đi người mẹ thân yêu là những gì khó nói nên lời. Dù cố gắng đến đâu cũng sẽ chẳng tránh khỏi những lúc tưởng như suy sụp khi nghĩ về mất mát ấy. Chị mong rằng chị Dân sớm lấy lại được tinh thần để mẹ nơi phương xa cũng yên lòng.